Dạ kính bạch sư, xin sư cho con hỏi các cuộc trò chuyện với vua trời Đế Thích, rồi chuyện vua trời Đế Thích lấy Xá Lợi Đức Phật trong búi tóc của một vị thánh tam quả là từ ở đâu? Ý con muốn hỏi là các việc này ai đã nói lại với các vị kết tập kinh điển để lưu truyền lại đến đời chúng con? Thứ nhất là cái chuyện là Đế Thích Sở Vấn ha, Đế Thích Sở Vấn thì nếu như sư không nhầm thì khi đó ngài Ananda đã là thị giả cho Đức Thế Tôn rồi, tức là ngài có mặt ở đó. Cái thứ hai á là khi phân chia Xá Lợi thì ngài Ananda ngài cũng có mặt ở đó luôn. Thì trong cả hai trường hợp ngài Ananda đều có mặt, thì khi kết tập Tam Tạng ngài có kể, ngài có tường thuật lại thì chuyện đó là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường xác minh lại coi là có phải là kinh Đế Thích Sở Vấn là ngài Ananda có mặt trực tiếp ở đó hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì đúng như là Đức Hạnh Tại nói, thưa quý vị, quý vị muốn nên sự hoàn toàn đồng ý, nghĩa là quý vị muốn muốn biết rõ không? Muốn biết rõ thì biết rõ như bài kinh Đế Thích Sở Vấn, hay còn Đế Thích Sở Vấn Đạo, quý vị xem trong chương bộ, trong chương bộ là có, tại chương bộ số lượng ít lắm, hình như là khoảng ba mấy bốn chục bài nha, quý vị sẽ biết rõ rõ không? Ở đây á thì sư thấy là có hai vế nha, có hai vế mà rất là quan trọng mà sư muốn tách ra để cho tránh sự hiểu lầm. Lần đầu tiên quý vị hỏi là xin sư cho con hỏi các cuộc trò chuyện của giờ Đế Thích á, cái này là một vế nha. Rồi ý con muốn hỏi là cái việc này ai đã nói lại với các kỳ cách tập kinh điển lưu truyền lại đến đời chúng ta vậy ạ? À, thì như thưa quý vị, trong một bài kinh đó, ngài Nanda có cầu thỉnh Đức Phật, có nghĩa là nếu mà thậm chí là cầu thỉnh những cái vị thánh tăng khác luôn, giống như là Đức Quân Chính Pháp, ngài Sariputta này, như vậy đó, là nếu mà khi nào, có nghĩa là có nếu mà cái Đức Thế Tôn á có thiết cái bài kinh nào mà con không nghe được á, con không có thể để nghe nghe được, thì nghe không có, con không xin, nó xin nói rõ là con không có mặt ở thời điểm đó, thì Đức Thế Tôn sau đó thì Đức Thế Tôn về, Đức Thế Tôn mà giảng dạy lại cho con đó, đó là đây là có, đây là có, để quý vị hiểu là thậm chí đôi khi có những cái sự kiện mà không có ngài Nanda không, thì mình cũng ngầm hiểu là Đức Thế Tôn á, sau đó đó ngài về ngài thuyết lại ngài Ananda, cho nên ngài Ananda nắm được dữ kiện này đó. Quý vị hỏi là xin sư cho con hỏi các cuộc trò chuyện vua trời Đế Thích, thì các cuộc trò chuyện vua trời Đế Thích, xin thưa quý vị, cái tần suất mà xuất hiện ở trong chánh kinh, đầu tiên cho nó chánh kinh này, rất là nhiều, không chỉ riêng bài kinh Đế Thích Vấn Đạo mà quý vị xem giúp sư ở trong Tương Ưng á, trong Tương Ưng đặc biệt là có nguyên cái phần mà gọi là Tương Ưng Sát Cá đó, Tương Ưng Đế Thích đó, quý vị thấy đó là Đế Thích xuống để hỏi pháp Đức Phật này nọ các kiểu nữa, mà tần suất xuất hiện trong chánh tạng rất là nhiều, thưa quý vị. Rồi các cuộc trò chuyện với vua trời Đế Thích đó, là trong chú giải Pháp Cú cũng rất là nhiều đó, gọi là cuộc trò chuyện nằm ở đâu đó. Đó là giờ rõ hay mình rõ, hay mình rõ là cái việc này ai đã nói lại hay là nằm ở đâu trong kinh tạng đó, thì đã nói bị rõ ha. Rồi cái vế thứ hai, quý vị hỏi là rồi cái chuyện vua trời Đế Thích lấy Xá Lợi trong búi tóc của một vị thánh tam quả, tức là quý vị đang đang nói ông bà La Môn Đô Ná đó à, thì cái vế sau này nè là theo sư tìm hiểu á, là ở cái sự kiện này là nó nằm trong ở trong nằm trong chú giải của bài kinh Đại Bát Niết Bàn, nằm ở trường bộ kinh, bài kinh số 16 đó, đó là cái vế sau, cho nên là phải phân rạch ròi ra như vậy nha, để không có quý vị phải nắm rõ, để không có nói mà dính chùm, không nói cái gì chú giải thì chú giải, cái gì chánh kinh thì chánh kinh. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây.